15 anh ạ. Đấy, dính nó kêu ghê lắm, mồm kêu ghê lắm. Quát quét. Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhá. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con tè vàng vẫn đang di cư khá là mạnh anh ạ. Vừa quánh đổ phát một đàn luôn anh em. Dập mặt luôn, được gần chục con anh em. Đấy, trong cái thời điểm này anh em nào cần lưới đánh te hoặc là loa đài đánh thì có thể là tham khảo nhé, số điện thoại để góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Lưới đánh te này thì chúng ta là đánh chung với cả lưới rẽ run luôn anh ạ. Ruộng ướt ruộng đẹp thì chả ăn, ăn hết rồi ruộng khô anh ạ. Đếm sơ sơ là 1 2 3 4 5 6 7 8, còn lại gỡ nữa này 90 con te anh ạ. Con lưới này thì đánh hiệu quả lắm anh em, te tiết là chơi được hết này. Tự chết đói rồi, hóa ra được một đàn này ạ. Rồi, đứng đây anh ạ. Bên này nhiều hơn này. Đấy. Tổng cộng thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 te ở một chỗ anh ạ. Đây này. Cái lưới đánh te te này thì được anh em thợ đánh sử dụng nhiều lắm anh em. Đấy, sử dụng bên cơ sở nhà em rất là nhiều. Đây là cái lưới mắt 8 phân sợi trước 15 anh ạ. Đấy, dính nó kêu ghê lắm, mồm kêu ghê lắm. Quát quét. Đấy, con loa đài. Đấy thì bên cơ sở đều có cung cấp để phục vụ cho anh em hết đấy. Đây. Ôi, buổi sáng làm đàn này là làm gần củ rồi anh em. Đấy là sống rồi, không chết được đói rồi anh em. Đấy, còn một vụ ở đây thì em đánh nhiều te lắm. Đấy, thường thường một vụ ấy, như cái đợt rộ ấy, đánh tuần 70-80 một tối thôi anh em. Đây này, te đây này. Và cái lưới này đánh từ đầu vụ này anh em này. Này to ác này. Đây vẫn còn một con sót này anh em này. Con sót này không biết nó xuống không. Còn giờ tầm này sáng là nó không xuống rồi mà. Đây này. Các đàn này sót một con anh em. Tiếng kêu này, nó theo nó chúi ghê. Ui giời ơi. Mày quá anh em. Đây này. Ăn trên đỉnh này. Cái lưới nhiều thịt anh ạ. Đây nữa này. Lòng bao được ngố. Đúng dụng khô nha anh em nha, không phải bấm. Phải đánh dụng nước. Nhiều khi nó đỏ này, chỉ một nhịp thôi là xong rồi. Đàn này lúc mình nhìn thấy nó vẻ kêu rắc ấm với cả. Em không biết nó dính ở lưới nào. Xoát lưới dưới kia thì không thấy gì. Lên đây thì là ok rồi. Sống rồi anh ạ. Đấy thì bác nào cần lưới hoặc loa đài đánh thì cứ liên hệ cho em nhé, số điện thoại em để góc màn hình video ấy. Đây này, ok anh em nhé. Vỡ trận tè chào các bác nhé.